điền nguyện vọng khối ngành gì, chọn nghề nghiệp ra sao. Bí kíp hướng nghiệp người cho môn nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dừng ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Điện Biên Phủ trên không, hay chiến dịch Lightbreaker 2, theo cách gọi của không quân Mỹ, là cuộc anh tạc bằng không quân khủng khiếp nhất trong lịch sử thế giới. Chiến dịch này được cả hai phía coi là đòn đánh quyết định để giải quyết cuộc chiến. Nếu Hà Nội không gượng dậy được, họ sẽ phải thỏa hiệp trên bàn đàm phán. Còn nếu ngược lại, Hà Nội đứng vững, người Mỹ sẽ phải buông súng. Cuối năm 1972, khi đàm phán đi vào bế tắc và đứng trước dư luận phản đối chiến tranh ngày càng dâng cao trong nước, người Mỹ đã quyết định phải thực hiện chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, Lightbreaker 2, nhằm khuất phục Việt Nam, một đối thủ có ý chí sắt đá, dù bị áp đảo về cân bằng lực lượng và vũ khí, thế nhưng vẫn kiên cường kháng chiến và đánh thắng mọi chiến lược cũng như công nghệ tác chiến của cỗ máy chiến tranh ghê gớm nhất thế giới. Theo số liệu mà tờ CNN có được, chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, Lightbreaker 2, bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 1972, tức 17 tháng 12 năm 1972 theo giờ của Washington, đã huy động tới hơn 200 máy bay B-52 với khoảng 730 lần xuất kích, giải thảm hàng chục nghìn tấn bom xuống Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh miền Bắc khác trong 12 ngày đêm vào cuối tháng 12 năm 1972. Số liệu của phía Mỹ cũng ước tính là có khoảng từ 1.600 dân thường Việt Nam thiệt mạng trong 12 ngày đêm khốc liệt. Không quân Mỹ cũng đã phải gánh chịu những tổn thất mà cho tới nay còn chưa thể đong đếm hết được. Hàng chục chiếc B-52 vốn là niềm tự hào của không quân Mỹ đã bị bắn hạ, và cùng với đó là hàng chục các phi công thiệt mạng. Tệ hơn, dẫu tới nay các sử gia Mỹ và thế giới vẫn còn tranh cãi về tầm ảnh hưởng và tác động của chiến dịch này với cục diện của chiến, thì phần lớn công chúng lại cho rằng rất nhiều phi công Mỹ đã thiệt mạng một cách vô ích. Nửa thế kỷ trôi qua, nhưng những ký ức của các phi công Mỹ ngày đó thì vẫn kinh hoàng như mới hôm qua, mỗi khi nhắc lại những lần xuất kích vào lưới lửa phòng không của Việt Nam năm 1972. Giáng sinh chết chóc. Trong loạt bài phỏng vấn của CNN thực hiện nhân dịp 55 chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, Lightbreaker 2, một cựu phi công Mỹ giấu tên kể lại: lưới phòng không dày đặc tới độ có cảm giác bạn có thể đi bộ được trên đầu những quả tên lửa được bắn lên bầu trời. Có rất, rất nhiều tên lửa nhắm thẳng vào bạn. Cũng theo viên phi công này, thì bầu trời đêm sáng rực đến độ có thể đọc được báo bên trong buồng lái. Có thể thấy mức độ dữ dội của trận đánh, lưới lửa phòng không của Hà Nội và miền Bắc Việt Nam quả thực là lợi hại. Nó dày đặc và sẵn sàng lấy mạng bất cứ con mồi nào đi lạc. Cũng theo phiên phi công này, để tránh tạo ra tâm lý không tốt ảnh hưởng tới nhuệ khí của phi công, các đợt xuất kích của B-52 mà ở đâu đó trước khi tiến hành chiến dịch này, người ta đã nói sẽ chỉ là những cuộc dạo chơi trên bầu trời Hà Nội. Nhưng chiếc B-52 từ Utapao, Thái Lan và căn cứ không quân Adesen, Guam sau khi cắt bom xong sẽ trở về căn cứ và hạ cánh trong bóng tối. Điều này sẽ khiến các tốp bay không thể phát hiện ra ai trong số họ đã không thể trở về cho tới tận ngày hôm sau, và qua đó tạo đà tâm lý, tránh nỗi sợ hãi cho các phi công. Wayne Wallingford là sĩ quan tác chiến điện tử trên không, từng tham gia xuất kích 7 lần cùng B-52 đột nhập Hà Nội từ Utapao. Viên sĩ quan này cho biết, ngày hôm sau, bạn sẽ thấy phòng bên cạnh mở cửa ở cả hai phía và người ta bắt đầu đóng gói đồ đạc cá nhân của viên phi công ở buồng đó để chuyển về cho gia đình của họ. Và như vậy là đủ hiểu rằng cả đội bay đã không bao giờ còn quay trở về nữa. Thực sự nặng nề khi phải chứng kiến những điều đó. Theo số liệu của phía Mỹ, ít nhất đã có 33 lần lực lượng không quân Mỹ phải làm công việc nặng nề đó trong suốt chiến dịch. Tổn thất ở phía dưới mặt đất cũng hết sức khủng khiếp và không thể tin nổi. Những con số cho thấy sự vô nhân đạo một cách kinh hoàng từ chỉ một chiến dịch không quân của bộ máy chiến tranh lớn nhất thế giới và ý chí sắt đá có 102 của quân và dân miền Bắc. Chỉ trong một đêm, khu phố Khâm Thiên đã có 287 người chết, trong đó phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người già. Hơn 2.000 ngôi nhà bị phá hủy sau những đợt giải thảm B-52, theo số liệu từ CNN. Điều này trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố nhân đạo của người Mỹ. Họ hoàn toàn đi ngược lại với những gì tuyên bố về việc chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự. Đây rõ ràng là một cuộc ném bom hủy diệt vào nhiều mục tiêu dân sự và sát hại thẳng tay người dân, điều mà mọi cuộc chiến đều bị lên án. Một nhà báo của hãng tin AFP tới Khâm Thiên
ngay sau khi không quân Mỹ ném bom, đã mô tả khung cảnh ở đây là đổ nát, hoang tàn và tang tóc. Bức điện của Jean Leclerc du Sablon gửi về trụ sở tờ báo New York Times ngày 29 tháng 12 năm 1972 có đoạn: trên con phố Khâm Thiên chỉ còn một vài ngôi nhà nguyên vẹn, rất nhiều nhà đã bị thổi bay cả nóc và cửa sổ. Phố Khâm Thiên chi chít những hố bom với chiều rộng lên tới hơn chục mét và sâu tới 3 mét. Giữa đống đổ nát đó là hình ảnh hết sức ám ảnh, một bà mẹ già đang đưa tay ôm mặt khóc nức nở: con ơi, con ở đâu? Làm sao mẹ tìm được con mà chôn cất đây? Quân Mỹ thật ác độc. Những hình ảnh đó từ chính báo chí phương Tây đã cho thấy được mức độ tàn bạo của những kẻ tuyên bố là đưa miền Bắc về thời kỳ đổ đá bằng chiến tranh phá hoại. Sức tàn phá ghê gớm của B-52 cũng như lòng căm thù sâu sắc và ý chí kiên cường của quân và dân miền Bắc. Động cơ phía sau. Động cơ phía sau các đợt không kích vào Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh miền Bắc khác là Tổng thống Mỹ Richard Nixon muốn nước Mỹ rút khỏi cuộc chiến không được lòng dân này trước khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1 năm sau. Trước đó, Richard Nixon đã tái đắc cử với lời hứa sẽ tìm được hòa bình trong danh dự ở Việt Nam. Khi đàm phán rơi vào bế tắc, chiến dịch Lie Baker 2 đã được phê chuẩn với sự xung trận của máy bay ném bom chiến lược B-52 từ hai căn cứ không quân ở Utapao và Guam. Thế nhưng, Richard Nixon đã không thể biết rằng những chiếc oanh tạc cơ đáng gờm nhất thế giới sẽ vấp phải một hệ thống phòng không đáng gờm nhất thế giới. Với 8 động cơ, pháo đài bay B-52 có thể mang tới 80.000 pound, tương đương với hơn 36 tấn vũ khí. Đây là mẫu máy bay ném bom chiến lược ra mắt lần đầu tiên vào năm 1954, được thiết kế để có thể bay xuyên lục địa và tấn công bằng bom hạt nhân vào bất cứ nơi nào trên thế giới. Cùng với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tàu ngầm tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân, B-52 đã tạo thành bộ ba hạt nhân chiến lược của Mỹ, được mong đợi là có thể ngăn chặn bất kỳ cuộc chiến tranh hạt nhân nào có thể xảy ra. Với trần bay mà mắt thường không thể nhìn thấy được, B-52 được mong đợi là sẽ đem tới hiệu quả tấn công khủng khiếp ở Hà Nội. Lao vào vùng nguy hiểm. Theo lời kể của những thành viên trong đội bay B-52, ngay trong đêm đầu tiên xuất kích của chiến dịch, phía Việt Nam đã bắn trúng ít nhất là 5 máy bay ném bom của Mỹ, theo số liệu từ CNN. Tệ hơn nữa, khi quay về Utapao, con số thương vong cũng tăng lên nhiều do máy bay bị thương lết về căn cứ. Lời nói hôm đó của một vị tướng cứ văng vẳng bên tai của Wayne Wallingford cho đến tận bây giờ. Vị đó có nói rằng đối phương sẽ tổn thất nhiều hơn. Thế nhưng, theo Wayne Wallingford, thì đó là một lời động viên suông, chẳng có chút sức nặng nào. Trên thực tế, những chiếc B-52 bị bắn rơi đã làm dao động tinh thần lực lượng không quân Mỹ ở cả Utapao và Guam. Thế nhưng, nó có tác động ngược lại cho phía Hà Nội, giúp cổ vũ tinh thần cho quân dân miền Bắc Việt Nam. Đó là bởi trước đó, phía Việt Nam cũng có người lo ngại khi Mỹ thì luôn tuyên truyền về B-52 giống như một pháo đài bay bất khả chiến bại. Thế nhưng, sau khi B-52 bị bắn rơi, thì quân và dân miền Nam biết rằng B-52 cũng có thể bị bắn hạ như bất kỳ một chiếc máy bay nào. Tới đêm thứ ba, thì phía Việt Nam đã nhìn rõ ra chiến thuật của người Mỹ. Và điều này thì khiến không quân Mỹ phải trả giá bằng nhiều chiếc B-52 khác bị bắn hạ nhiều hơn. Theo chiến thuật, B-52 sẽ bay theo đường bay được vạch sẵn và sau khi thả hết bom sẽ quay đầu về căn cứ. Đây là thời điểm các thiết bị gây nhiễu điện tử đều hướng lên trên, khiến pháo đài bay trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Theo Wallingford, thì trong 2 phút cuối cuộc không kích, chúng tôi được yêu cầu bay thẳng và bay đều. Điều đó có nghĩa là B-52 chẳng khác nào một mục tiêu đứng yên tại chỗ vậy. Viên sĩ quan tác chiến điện tử cũng nói thêm rằng khi khoang chứa bom mở ra để cắt bom, thì vị trí B-52 cũng lộ rõ hơn trên màn hình radar. Và như vậy thì chẳng khác nào tự tìm đến thất bại. Với tất cả những yếu tố đó góp lại, thì theo một sĩ quan tác chiến điện tử khác là Ron Ballett, những cuộc không kích của Lie Baker 2 chẳng khác nào một trò chơi điện tử mà ở đó B-52 dễ dàng bị đối phương hạ gục. Chỉ riêng đêm thứ 3 của chiến dịch, 6 chiếc B-52 đã rụng trên bầu trời miền Bắc, theo số liệu của CNN. Những tổn thất đó khiến công chúng Mỹ và cả chính Richard Nixon không thể nào hài lòng. Người Mỹ đã buộc phải ký vào Hiệp định Hòa bình Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 với các điều khoản chấm dứt sự can dự của nước Mỹ và Việt Nam. Nói về chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, Lie Baker 2,
cựu phi công không quân Mỹ Robert Hawkins đã cảnh báo rằng đây là một vết thương rất sâu về tinh thần, còn kéo dài trong nhiều năm tới. Còn theo nhà sử học Pierre Asselin ở Hà Nội, những ngày cuối tháng 12 năm 1972 là câu chuyện về một chiến thắng oanh liệt và hào hùng của quân và dân miền Bắc. Và trên thực tế, tổn thất đối với phía Mỹ đã tăng lên tới mức buộc Richard Nixon phải cầu xin phía Hà Nội nối lại cuộc đàm phán và đơn phương chấm dứt ném bom phá hoại miền Bắc một cách vô điều kiện. Có thể thấy rằng, chỉ những người phi công Hoa Kỳ cũng đã phải nhìn nhận về trận đánh này với hai sắc thái cảm xúc khác nhau. Đó là sự ghê tởm về tính chất phi nhân đạo của chiến dịch, cũng như sự lo sợ về lưới lửa phòng không lợi hại của miền Bắc Việt Nam hoàn toàn có thể cho họ đi ngủ với run bất cứ khi nào. Chiến dịch 12 ngày đêm Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không giống như một bài học mà người Việt Nam dành tặng cho người Mỹ. Họ có thể lên cung trăng và quay trở lại an toàn. Thế nhưng, tới Việt Nam thì chưa chắc.